Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cái con yếu nhất. Rồi. Trời ơi trời, thấy quýnh không? Kho chung vậy đây. Holy Crew nha anh em. Có như mấy con mà nó yếu yếu vậy đó thì không có nâng cái chiêu của nó, không có nâng cái giỏi nó lên, mình nâng cái chiêu, cái skill mà khác lên, cái vũ khí khác, nâng cái chiêu nó phê lắm. Con này là một, cái con đinh ba là hai. Không biết là sao đấy, không nâng quyền luôn.
chị đi trước có thể biết thì chị cho em với. Năm giây rồi dồn. Cứ mỗi 5 giây tôi dọn. Hãy dùng. Chiêu này khá là hay. Hay. Chết. Chết tiệt. Trời ơi. Yếu quá vậy. Thôi giờ đó là anh em phải đủ thế đi. Hết một. Hết một cái anh tiêu là không chết. Còn con tước không kêu chứ. Họ đi như món tôm luôn. Có món tôm lấy món tôm. Cái dồi nó khá là phế cho nên là mình không có cái dồi nha quý vị. Mấy con nào mà cái gì cho quý vị cầm vô mà quý vị thấy yếu quá đó. Thì thôi lấy cái khác đi. Lấy cái dồi. Nó phế dập lắm. Tại thì chưa có update. Các nhân vật thì bom mở hết rồi. Cỡ món tôm. Dùng được chưa? Trời ơi, còn chết luôn. Xì à. Mắm tôm chỉ kết hợp với dung nham thôi à. Ok. Chỉ hơn mốt dung nham sao.
siêu thì dùng kiếm tích nhiều hơn mấy em. Còn để mở menu thì enter, chuyển enter đi mở menu. Nói chung là các mục tiêu thì tới phút thứ 8 thì em nên chờ lúc mà gặp con xương xong thì nó sẽ có một cái đàn đó. Mấy anh em thấy chuẩn bị một cái đàn xương nó cầm cái khiên ở ngoài, anh em thấy không đó, mấy cái con đó nó sẽ tấn công em. Ví dụ như mà mới chơi thì chết là chết cái bụi mười xương này. Con này nó có làm chậm cho nên là cũng dễ chạy thoát. Chứ mấy con kia là mà không có làm chậm mà tốc độ chạy thì chậm nữa thì vướng lại thì nó chết thôi. Sao? Giờ mình đi ngược lại. Mình sẽ nâng cho nâng hết cỡ sách chế rượu để mình kết hợp hai cái món lại. Sau đó sẽ vô lên một ô trống, chắc là mình sẽ lấy nham để kết hợp với lại mắm stone. Đó. Phút thứ 10 sẽ có một con này. Con này thì em cứ chạy giống như mình thầm nó vậy, mình đi mình thầm nó, nó khỏe lắm.
gì. Tìm nó hết rồi, hết ta 8 cái rồi. 8 cái tích hợp. Mấy bạn nhìn đi. Bạn nào mà chưa biết cái tích hợp cái nào với cái nào thì có thể nhìn đây. Đó. Chỉ ở chừng 2 bữa là biết hết à. Nhưng mà muốn tạo ra tích hợp cho nó được lấy bộ lung tâm tung thì xem sơ trước qua cũng được. Đó. Rượu yêu sách cái Asakuko dẫn với Hollywood, Asakuko với Fabi, Lostick and Sao, Dung Nham và Búa, Dung Nham và Hóng Tôm, Lostick với Fabi, với Hollywood với là Cathimbo, nó tăng cái. Ok chưa? Quá là ok rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm tìm cái nhân tạp. Cái nhân tạp. Rồi.
siêu. Cái lên level 7 thì nó sẽ có đến một xíu nữa, nó tự động nó rơi ra cái lò rèn vàng để mình kết hợp đó. Bây giờ mình lấy cái nhà để mình lên kết hợp cùng với cái nút sung. Trời ơi, tôi yêu. Cái vò này đi tới đây chắc mấy bạn quýnh cho nó. Không còn cái răng con cháo, không còn cái vò luôn, là sashimi luôn. Bây giờ khó khăn đây. Tới rồi. Yeah.
sống được ngày hôm nay. Con sẽ nói nào, không tụi được. Lên hai món đồ kết hợp thì những vũ trụ tốt, những vũ tốt được. Đó, sau khi xong được cái đám đó thì mình tới thì mót thì nó tên gì cũng quên. Nó cứ bay cứ lên mà mình chạy đi khác vậy thôi. Xong đó, bây giờ kết hợp món tên với lại lava bất kịch. Nó cái xô nhâm thạch. Rồi hạt viên của xô món tôm. Nó bây giờ món tôm của mình đã rỡ luôn. Rồi mình tự cố gắng thôi. Vì là lâu á, mình cầm con lưỡi hái mình vô mà giặt cái con này có khoảng mười mấy giây rồi. Chết con này. Mấy bạn mới chơi trò này thì nên đi cái cải này. Tại vì sau khi thắng nó sẽ cho mình thêm 1.000 nữa, 1.000 tiền bonus. Chứ đi đến lúc mà khi chết thì kiếm tiền nó hơi lâu. Đó, sao? Nhưng còn bị mình bỏ hết rồi. Chờ update thôi. Chưa có full mà để đẹp tiền mà để nâng cấp full cái này luôn coi như là đỡ update nữa thôi. Còn như mà game nó không update nữa thì thôi, để kiếm chỗ khác chơi có chậm gì đúng không em? Muốn nâng này quá. Để mình kiếm cái kiến thức. Mấy này có lý vậy.